ธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ Thamang namasami supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác trí tuệ từ bi viên mãn, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh phiền não, thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Những ai thực hành thì Pháp Bảo sẽ hưởng được hiện tại là trú ở trong đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Tăng Bảo là những bậc chúng trung tôn, các ngài thừa Như Lai Sứ, Tác Như Lai Sự đã đắc thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thai. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày lễ Trung Thất 49 ngày của Phật tử Thiện Nam Lâm Kim Đắc, pháp danh là Thiện Phước, cũng là một lễ ở chùa để an vị một tôn tượng cũng như là chỉnh sửa một phần điện Phật và giải tăng phòng được căn bản tốt đẹp. Để tăng thêm phần phước báo và cũng như là để hồi hướng phước lành đến hương linh Thiện Nam Phật tử Lâm Kim Đắc, pháp danh Thiện Phước, nhân 49 ngày khi Phật tử đã qua đời. Kính thưa quý vị, chúng tôi được biết Phật tử vào thập niên 80, có lẽ là trước đó nữa, nhưng khi chúng tôi vào chùa thì chúng tôi biết được Phật tử Thiện Nam Thiện Phước này là một người chuyên về ngành giáo dục, là một vị thầy dạy học từ trước 75 cho tới sau 75. Và sau đó thì đi định cư ở Canada, Gia Na Đại. Chúng tôi lúc rất là còn nhỏ, nhưng chúng tôi thấy một cái điều này là thầy Phước này, hay thầy giáo đắc, chúng tôi kêu là thầy giáo đắc không à, cô giáo đắc, thầy giáo đắc á, thầy giáo, cô giáo. Thì thầy giáo vào những năm 80 tiền bạc rất là khó khăn, phải nói là vậy đó. Những điều mà bao nhiêu tiền của thì đều đem đi thỉnh kinh hết. Vào lúc đó mà quý vị biết Bồ Đại Tạng Việt Nam Hòa Thượng Minh Châu dịch có cuốn nào thì thầy giáo đều thỉnh hết và gom rất là nhiều kinh sách để làm một cái thư viện cho Phật tử đọc, cho Phật tử học. Vì cái duyên sự và cũng là một trong những người hộ pháp rất là đắc lực đương thời lúc đó. Và kính thưa quý vị, ngay cả thầy cũng có một người con đi tu, mà đó là cái pháp danh của vị đó là Chánh Pháp, nhưng sau đó thì trở về thế tục. Thì có thể nói rằng là một cái tinh thần hộ pháp, hộ đạo rất là lớn. Hôm nay nhân sự tùng sự đó, chúng tôi sẽ nói về một cái đề pháp gọi là thừa tự hay là sự kính pháp. Mà trong kinh thừa tự pháp có dạy như thế này: vì tỷ kheo trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Kính thưa quý vị, xem như là mấy chục năm qua thầy đã rời xa quê hương định cư ở Canada, nhưng điều mà thỉnh thoảng thì thầy cũng về, nếu giờ phút cuối cùng thầy cũng ra đi trong một cái sự nhẹ nhàng. Và trên tinh thần
theo lời Phật dạy, không phải kèn trống gì rườm rà phức tạp ồn ào. Thỉnh các sư ở Siêu Lý và các sư ở chùa Siêu Lý ở Vĩnh Long ở đây, và người cuối cùng để từ ở nhà hoàng về đài hỏa táng là chính chúng tôi, tụng một thời kinh dài trước khi thầy nhập đài hỏa táng từ ở nhà hoàng. Muốn nói như vậy để chúng tôi gửi đến quý vị sự thật, khi mà hiểu pháp á, hiểu đạo đó, thì lúc đó chỉ là hình hài thể xác à. Là một Phật tử hiểu biết cái giáo lý giáo pháp, lúc đó chúng ta làm cái gọi là lễ cầu siêu cho người thân khi đang hiện hữu đó. Mà chư tăng đọc kinh, quý vị đọc kinh, đọc kinh để cho ai nghe quý vị không? Kinh Sang Quê Gác, mà chúng ta gọi là cái kinh cầu siêu đó, kinh Băng Sắc Cú Lát, là kinh quán tướng. Mà người chết sao quán tưởng, người chết sao suy nghĩ, chỉ là người sống tụng để cho người sống hãy nhớ rằng đây là vô thường, đây là khổ não, đây là vô ngã, không để riêng cho một ai mà để chung cho toàn thể nhân loại chúng sinh trên cuộc đời này, ma vương và phạm thiên cả thảy. À, ngay cái chỗ này chúng ta phải nhớ, là một người hiểu đạo phải hiểu như vậy. Còn cái việc mà để đến đây mà cầu siêu cho Hương Linh ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B gì đó, xin cho được thoát khỏi mê đồ vãng sanh về cảnh giới an lành, là làm yên lòng cho người sống, là siêu cho người chết. Nó vậy thôi. Còn có một số người á, người ta cho rằng quý vị nếu mà chết á, mà không có thầy không có sư đến mà đọc kinh á, thì cái nhà đó là bạc phước bạc phần, ông bà cha mẹ gì đó làm ác vô cùng. Giờ này con cháu hay là người thân khi mà chết không được thầy sư tụng niệm tiếng chuông tiếng mõ, à cái đó nó ghi khắc vào trong tâm khảm của chúng ta rất nhiều đời nhiều kiếp. Thì thôi, lúc đó mình nghĩ rằng giờ phút cuối cùng rồi, thôi không còn cái gì cho người thân mình nữa, thì thôi gửi những cái gì, những cái ân tình này, những cái phước lành này. Thì cái việc cầu siêu đó nó chỉ là có một giá trị tích cực ở một phía bờ, là chúng ta tạo những cái việc phước báo. Còn mà để mà người chết mà nghe kinh cầu siêu đó đó thì nó cũng có, chứ không phải là không, nhưng nó phải thật sự là hết sức là hữu phước. Dạ, chúng tôi nói với quý vị có đúng không? Quý vị thường đọc kinh cầu siêu mà, nó các pháp hữu vi thật không bền vững, đó chính là chúng ta Thế Tôn lời dạy tỏ tường để là nhắc nhở. Rồi các pháp vô thường, khổ não, vô ngã, đúng không? Rồi coi như là rồi có những cái bài kinh khuyến tu, việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bột nước có ra gì. Chẳng hạn như là, hoặc là muôn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt rồi việc đời cũng sẽ chấm dứt. Nào của cải vợ con tiền bạc, nhắm mắt rồi nắm tay không, để nói cho ai nghe? Nói cho cái người đàn hiện hữu đó hãy nghe và chuẩn bị. Đúng không quý vị? Cho nên cái tinh thần của giáo lý Phật Pháp là tích cực, chứ không phải như một số người, người ta cho rằng cái giá trị của Phật Pháp chỉ là một cái sự cầu nguyện, là một cái sự cầu khẩn để vãng sinh, để sau khi chết cho chúng ta về một cảnh giới nào đó. Cái điều này không phải như vậy, mà tinh thần của Phật Pháp mỗi con người đều là tích cực ngay trong hiện kiếp này, làm những cái thiện, việc thiện, việc lành, đó là hành trang của tất cả chúng ta. Mà kinh văn gọi rằng Punya Nit Paralo Kasmin và Titha Honti Pa Ni Năng, chỉ có cái việc lành, chỉ có việc phước báo mới là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở trong đời sau. Cũng vậy, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, tiền bạc của cải vật chất gì để lại, có ai đi ra mà mang theo được vàng bạc châu báu, quý vị bỏ vô trong hòm đó chôn thì nó đào lên, mà nếu như thiêu á thì mấy cái thợ thiêu thế nào nó cũng lựa, nếu mà biết có vàng nó đảo qua đảo lại, nó xốc qua xốc tới xốc lui, nó tìm có vàng nó lấy, chứ chúng ta cũng chả có lấy. Rồi cái vàng bạc nó chôn xuống dưới đó cũng nằm yên đó.
đến một lúc mới trở về thứ đại, chứ đâu có mang theo, đâu có mất. Bởi vì trốn nó 50 năm sau đạo lên cũng còn. Vậy thì người chết có mang theo có xài được không? Không. Đó là thật. Mà chỉ mang theo cái việc lành, việc phước. Bởi vì kinh văn Phật dạy, tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động, bằng hành động ác, thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe chân và kéo. Và cũng vậy, nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Ở trong cuộc đời này nó là như thế. Chúng ta mang theo là mang theo những cái việc lành, việc thiện. Nhưng ở đây có một điều hết sức quan trọng, chính là thế nào là cái sự trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp. Trước nhất chúng ta mến pháp để chúng ta có một niềm tin. Thích pháp, mến pháp đây có nghĩa là ở đó chúng ta có một niềm tin đặt hết vào quy y Phật, là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Quy y pháp là tin cái gì? Pháp mà được Đức Thế Tôn giảng dạy này sẽ chuyển mê khai ngộ, khai mở đạo lộ, khai sáng cho tâm hồn của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta từ bờ mê về bến giác, bỏ ác làm lành, thực hành các việc thiện. Tinh thần của Phật là vậy đó. Và vì chúng ta thích pháp, mến pháp đó, chúng ta mới đi theo được. Bởi vì chúng ta có niềm tin Đức Phật giáo pháp, và niềm tin ở chúng tăng là các bậc tịnh hạnh, như lý hạnh, chơn chánh hạnh, là bốn đôi tám vị xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Ân đức tăng bảo, ân đức pháp bảo, ân đức Phật bảo. Nó như thế đó. Nó rất là quan trọng. Hôm qua chúng tôi giảng cái câu pháp cú số 298. Đệ tử Gotama thường niệm tưởng ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức của thí, ân đức của cái sự xả ly, người ấy sẽ được an lành. Thì có một tích truyền, có hai cái đứa bé, một đứa bé theo bên ngoại giáo, tức là bên ngoại đạo, một đứa bé theo bên có niềm tin cha mẹ, nó có niềm tin nơi Phật. Mỗi khi bắt đầu hai tụi nó chơi với nhau, mỗi lần mà chơi, nó chơi những trò chơi, mà khi nó ném cái bóng lên thì cái con của ngoại giáo nó niệm rằng Arahant Ta Năng, Nam Mô Arahant Ta Năng. Còn con của cái đứa bé mà con của ông Bà La Môn mà có cái niềm tin thì niệm Nam Mô Bút Tha Giác, Nam Mô Bút Tha Giác. Thì lúc nào nó niệm Nam Mô Bút Tha Giác nó cũng thắng hết, nó thắng Arahant Ta Năng, Arahant Ta Năng. Thì cái chữ Arahant Ta Năng của cái đó nó kêu là y như một thượng đế, một Ala đó, tức là bậc tối cao. Mà cái chữ Arahant nó đồng của Phật giáo thì nó khác cái nghĩa với ý nghĩa của ngoại giáo, nhưng cũng lấy cái chữ Phạn vậy đó. Thì cái đứa trẻ con mà con của người có chánh kiến á, chánh giáo đó, thì lúc nào nó cũng thắng hết. Cái đứa kia nó cũng tức, nó thôi bây giờ mình không niệm cái của mình đó, mình niệm Nam Mô Bố Tha Giác như bạn của mình, thì nó có thắng có thua nó cái, trong cái tích truyền kể như vậy đó. Thì một hôm thì cha của cái đứa bé chánh giáo có một cái mới đi, mới dẫn một cái cỗ xe bò đi ra ngoài thành. Thì trên đường đi về thì bắt đầu vào buổi trưa, buổi chiều đó dừng lại để ăn uống một chút xíu. Thì con bò đó nó cho nó bò, coi như là thả nó ra, cởi nó ra cái ách kéo đó, thì nó hòa với một đàn bò đi. Thì cha của đứa bé mới chạy theo, mới đi tìm. Thì tìm nó về được. Thì lúc đó vào tới thì cửa thành nó đóng. Thì câu chuyện đó ở từ Vê Lú Quá Đá và đi vào cổng thành Ra Chá Ca Há, tức là thành Vương Xá đó. Thì kính thưa quý vị, thì vào lúc đó, thì vào đêm đó, bắt đầu phải ngủ đêm ở bên ngoài này. Mà ở ngoài thành này dạ xoa rất là nhiều. Thì có hai con dạ xoa,
một con già so cũng chánh kiến, một con già so tà kiến, nó nói ta sẽ ăn thịt cái đứa bé này. Thì tối đến đó thì nó sợ cái con của cái già so của chánh kiến nó không được, ngươi đừng có ăn như vậy, đó là tội lỗi. Nhưng cuối cùng cái con già so ác tâm này nó cũng vẫn muốn ăn thịt, thì nó vừa đụng vô cái đứa bé giật mình niệm Nam Mô Tha Giá, thì bắt đầu niệm niệm tưởng đến ân đức Phật. Cái con già so nó giật mình, nó quảng hốt, nó buông ra, nó sợ hãi. Thì kính thưa quý vị, thì sau đó đó thì để coi như là nó giúp lại cho coi như làm sao nó chuộc lại, thì nó đi vào cái hai con già so này, nó vào cung vua lấy một cái mâm vàng và nó chuẩn bị nhiều thức ăn cho đứa bé. Thì đứa bé ăn xong, đứa bé cứ tưởng cha mẹ của mình cho. Thì sáng ra đó thì bắt đầu mới đi tìm báo, tức là mất cái mâm vàng của vua, cái mâm nó rất là quý. Thì sau khi đi tìm hết tất cả thì tìm ra ngoài thành, thì thấy trên cổ xe bò này có cái mâm vàng, thì bắt, thì mới bắt cái gì là đứa bé cùng với cha mẹ vào trong thành. Thì khi vào trong thành xong á, thì hỏi đứa bé, thì đức vua là người hiểu biết mới hỏi gì chứ, tại sao như vậy. Thì hỏi đứa bé, thì đứa bé nó qua, con hoàn toàn không biết, mà con chỉ biết con thấy hai người, con dạy so đó, hai người này con tưởng là cha là mẹ con, cho con đồ ăn, con chỉ biết vậy con ăn. Nhưng điều của hai con dạy so này á, nó cũng là đặc biệt, nó dùng cái thần lực của nó đó cho đức vua thấy, chỉ có đức vua thấy thôi, tất cả những người khác không thấy. Thì đức vua thấy đây là cũng lạ, tại sao chỉ mình ta thấy mà tất cả những người khác không thấy. Thì nói đến cái đứa bé nó tường thuật lại như vậy đó, nó nói nó niệm Phật như vậy, niệm Nam Mô Bố Thai Giá như vậy, và sau đó nó được, nó ngủ thức dậy, thì một lát sau nó được ăn một bữa cơm rất là ngon chứ hoàn toàn. Thì sau đó đức vua mới vào hỏi Phật, thì đức Phật ngài mới nói rằng đúng như vậy, tại vì ai hiểu biết được, ai niệm tưởng được ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và ân đức của mà chúng ta mới tùy niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Nhưng ở đây tức là niệm tưởng đến coi như là tư niệm, rồi niệm tưởng đến cái sự xả ly. Thì sau đó đức Phật ngày mới xác định rõ rằng ở đây ai niệm tưởng được ân đức của Tam Bảo, chúng tôi rút ngắn là ân đức của Tam Bảo, thì ở đây nếu chúng ta thực hành Pháp có nghĩa rằng chúng ta biết đến ân đức của Pháp Bảo. Chúng ta thường nghe các vị Pháp Sư, Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những tâm bệnh phiền não của chúng sinh, hay là Pháp Bảo đây chính là Tam Tạng Kinh Điển Pháp Bảo, những lời vàng, những khuôn vàng thước ngọc mà chính miệng thân, chính khẩu từ của Đức Phật đã giảng thuyết để lại cho chúng sinh. Kính thưa quý vị, khi chúng ta thích Pháp, khi chúng ta mến Pháp, đó là chúng ta có niềm tin và chúng ta trân quý. Một người có niềm tin ngồi nghe Phật Pháp khác, một người có một tinh thần hiểu Pháp ngồi nghe Phật Pháp nó khác. Khác hơn người không hiểu. Một người không hiểu là ngồi sẽ là lơ mơ là mà. Một người không hiểu Phật Pháp, không có duyên với Phật Pháp, dầu vị Pháp Sư đó có nói hay cách nào cũng sẽ không hiểu. Mà một người có duyên với Phật Pháp, nói cách nào chúng ta cũng lựa chọn được. Vì ấy nói thật là dài, chúng ta cũng tìm được một câu. Vì ấy nói thật là ngắn, chúng ta cũng tìm được một câu để mà chúng ta ghi nhớ. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ lúc mà cái chuyện năm 1980 mấy 90, chúng tôi nè, Thượng tọa Pháp Nhiên nè, coi như là Thượng tọa Minh Đức rồi nhỏ xíu vậy đó, bắt lên Pháp Tòa. Mà quý vị biết lúc đó là nhỏ xíu mà như còn nhi đồng, mà còn em bé, baby, kêu thì dạ sợ muốn chết luôn, nhưng điều nó không gì hết, cứ học đây, có sư tụi con đừng có lo ha. Thì kính thưa quý vị, nhờ như vậy không mà các vị Pháp Sư phải nhớ, các vị Phật tử phải nhớ rằng vị Pháp Sư này ngồi tòa, tuy quý vị đó thuộc lòng luôn nói cho quý vị nghe, nhưng cũng lặp lại Phật ngôn, quý vị cũng nghe một câu Phật ngôn là quý vị có phước đó. Chứ không phải bây giờ lớn lên rồi thì bắt đầu giảng thuyết 1 giờ 2 giờ, nhưng hồi thở xưa nghe kêu tới tên một cái giảng thuyết một cái là run sợ muốn chết, nhưng bị ép buộc phải làm đi, phải tập đối diện với hội chúng để thấy những cái điều thiếu sót của mình như thế nào để mà cố gắng học Pháp, thì nó gọi là huấn luyện Pháp Sư. Cho nên bây giờ hội chúng là 20-30 người, 50 người, 1000 người,
Trước nhất vị pháp sư lên phải trấn tĩnh, đừng có khiếp sợ, đừng có lo sợ, mà phải vững vàng và phải nhớ những cái lý pháp gì mình cần phải giảng thuyết để gửi tới cho người ta. À thì kính thưa quý vị, thì khi chúng ta có một cái duyên với Phật pháp thì chúng ta mới hiểu được. Ngày nào mà quý vị học pháp mà không hiểu, ngày nào quý vị nghe pháp mà không hiểu, thì không có cách nào quý vị thực hành pháp được hết. Ai nói rằng tôi học không được chứ tôi vô tôi ngồi, tôi ngồi cái tôi an định, tôi có chánh niệm, cái đó hơi bị xạo, hơi bị dối. Thật á, không hiểu sao mà hạnh. Hạnh cái gì? Cái ngồi ra nhắm mắt, cái thở vô thở ra, đúng, lúc nào cũng thở vô thở ra, mà có chánh niệm được hay không mới là một chuyện. Và chánh niệm được bao lâu? Mà có chút xíu ngồi được chừng một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm ra nổ, nghe cũng như là toàn bộ đất nước thế giới này nghe luôn, nó chết bồ rồi. Không có cần thiết như vậy. Khi mà người ta hiểu về Phật pháp á, người ta không cần phải nói, những tầng không chê trách ai đó. Bởi vì ai hành pháp, pháp sẽ hậu trì người hành pháp. Đó, cái điều thứ hai chúng tôi nói cho quý vị nghe. Trước nhất là thích pháp, mến pháp. Từ chỗ mến pháp, thích pháp, chúng ta có một tâm tư. Cũng như quý vị biết, khi mà hiểu Phật pháp á, người ta mới biết quý trọng được một câu kinh. Quý vị biết, chúng tôi nói thật á, khi mà gặp một câu kinh ở trên cái bao thơ, chúng tôi không dám dò lại. Khi mà nó nhào, chúng tôi không dám dò lại, mà chúng tôi phải xé câu kinh nó ra để chúng tôi đốt. Một cái hành động nhỏ thôi, nhưng ở đó là mình kính pháp. Đây là lời dạy của Phật. Chúng ta đã thấy mà chúng ta dò, chúng ta dục như vậy, đó là một cái hành động thiếu tôn trọng pháp bảo, nghe chưa? Đó quý vị tu nữ hãy nhớ cái điều đó, đó. Này vứt bỏ dục sao? Cẩn thận cho đó. Hay là một nén nhang mà có hình Phật, chúng đừng có dò dục. Chúng ta phải biết kính trọng, tuy là hình ảnh thôi, tờ giấy mà, nó có cái gì phải không? Thì sự thật ở đây chỉ là pho tượng này, chỉ là đồng. Nhưng mà thử ai đụng chạm vô coi, chúng ta không chấp nhận liền. Bởi vì đó là chỗ chúng ta tôn kính. Những hành động nhỏ, rất nhỏ như vậy, nó sẽ thể hiện được cái tâm của chúng ta kính pháp. Nhưng không phải là chỉ kính là một chuyện đâu, mà chúng ta thích pháp, mến pháp, thì chúng ta mới đi theo Phật pháp, sống chết với Phật pháp. Chúng ta nói yêu pháp đó, chúng ta yêu người thì sống hết vì người, thì chúng ta yêu Phật, yêu pháp, sống hết vì Phật, sống hết vì pháp. Đó là thật. Nhưng chúng ta chỉ biết yêu người bằng một cái ái luân hồi của chúng ta thôi. Nhưng chúng ta không có biết yêu mến, kính yêu. Cái chữ kính và yêu, yêu ở đây tức là sự quý trọng, sự nâng niu, sự bảo bọc, sự gìn giữ. Cũng vậy, kính pháp ở đây, cái tinh thần hộ pháp như vậy đó, thì cách chiêu ngày xưa đó, chúng tôi nhớ lại đó, nãy chúng tôi đi, chúng tôi suy nghĩ đó, à thì ra bao nhiêu cái tiền của vào những lúc khó khăn mà dám bỏ ra. Sự thật ra lúc đó đó, sự thật ra tôi cũng biết là một cách căn bản thôi, tiền bạc một cách căn bản, nhưng thì giáo đắc dám bỏ ra. Mà quý vị biết, một bộ kinh bộ sách như vậy ngày hôm nay cũng phải là, nếu chúng ta thỉnh một nguyên một bộ Đại Tạng vậy cũng là phải vài chục triệu mới đủ đó. Vài chục triệu của ngày hôm nay nó dễ tìm hơn là vài trăm ngàn của ngày xưa. Từ xe cổ đi rất là khó khăn, mà phải đi lên Sài Gòn lục tìm những cái sách này, những cái lời kinh kia để mà gom góp về, thì vừa đọc và vừa cho người được hiểu. Thì đây là những con người hoằng pháp, đây là những con người hậu pháp. Mong rằng tất cả chư Phật tử của chúng ta cũng vậy, mình có thể cái bài pháp này nó hay, chia sẻ ra một cái lời kinh này nó hay. Ngày hôm nay thì không có những cuốn kinh, thì chúng ta có thể là chúng ta gửi lên ở trên Facebook, hay hoặc là bên Zalo, hay là Viber gì đó, chẳng hạn, tùy. Chúng ta đó cũng là một cái công cụ truyền bá, đông cụ cũng công cụ gửi tới cho người đọc, học và hiểu, mở cái tinh thần ra, biết lánh ác làm lành. Còn việc nhiều khi có một người đọc, có một người học đó,
Bởi vì vị pháp sư rất là tốt, là tại sao như vậy? Cũng như một vị thiền sư, một vị pháp sư rất là tốt, tại sao? Một lời nói ra đó có thể thấu tận tâm can của người đang đau khổ, có thể cứu vớt những con người mà quý vị biết hư đốn, có thể quay về bờ giác, quay về chánh đạo. Đó chính là cứu á. Cái đó cứu người là cứu như vậy đó, chứ không phải cứu sống. Bệnh hoạn đối khác gì cứu sống, mà cứu cả luân hồi nha. Cứu cả luân hồi của chúng ta. Thì một người mà trú pháp, thích pháp như vậy, mượn những con người đó hết sức là tốt đẹp. Và rồi chúng ta biết, khi chúng ta thích pháp, mến pháp, lúc đó chúng ta mới cái gì? Trú pháp, an trú trong pháp. Mà muốn an trú trong pháp thì chúng ta mới phải thực hành pháp. Lúc đó chúng ta mới biết trì giới, chúng ta mới biết làm những việc lành, và lúc đó chúng ta mới biết tu thiền, tu thiền định. Tức là chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật. Mà thực hiện theo lời dạy của Phật, đây là sự thực hành. Có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ thực hành theo lời dạy của Phật có nghĩa rằng là chúng ta phải ngồi xếp bằng 1 giờ, 2 giờ niệm hít vô thở ra hay phồng lên xẹp xuống, đó mới gọi là hành thiền. Bây giờ chúng ta mất mát chồng, vợ chồng, con cái, chúng ta mất mát đi tài sản của chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng à, Phật dạy ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ta phải mất đi những tâm tư tình cảm, rồi ta sẽ già, ta sẽ bệnh và ta sẽ chết. Đó chính là chúng ta đang hành Phật pháp đó. Quý vị hiểu chúng tôi không? Đó chính là chúng ta thực nghiệm ở trong lòng. Và từ chỗ đó chúng ta mới biết buông bỏ xả ly. Bởi vì tu tập thiền quán, cái mục đích cuối cùng để làm gì? Để buông bỏ, hay là thấy được cái sự sanh sự diệt, thấy được cái sự vô thường, sự khổ não, cái sự vô ngã của danh và sắc này. Khi chúng ta nghe, bởi đừng có nói rằng à, chúng ta học mà chúng ta không biết hành. Cái hành đó như thế nào? Nó có nhiều cái cách hành, mà chúng ta phải có sự suy quán như vậy. Chứ rồi bây giờ quý vị ngồi xuống, quý vị suy nghĩ như vậy, Nó sẽ hay hơn là chúng ta ngồi, chúng ta nhìn hình ảnh của người chết đó, là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái của chúng ta, để chúng ta buồn. Hay rồi chúng ta tụng kinh, rồi chúng ta hồi hướng, vân vân. Nó không bằng cái mà chúng ta chỉ niệm tưởng à, thì ra rồi tất cả chúng sinh phải chết. Sappe satta marissanti, rồi tất cả chúng sinh phải cái gì? Phải ra đi, phải từ bỏ. Bởi vì đi theo cái nghiệp riêng của mình. Nghiệp là tài sản, nghiệp là sự thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là của riêng của mọi người. Đến với nhau vào cái nhà trọ của cuộc đời này, hay là ở trọ trần gian này. Trịnh Công Sơn nói rằng hôm nay ở trọ trần gian đó, ở trọ trần gian đó, có người ở trọ 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 6, 7, 8, 90, 100 năm. Nhưng gọi là ở trọ thì phải đi. Mà kinh văn dạy rằng các pháp có nhân sanh lên thời các pháp phải có quả diệt của nó. Đây là lời dạy của Đấng Đại Sa Môn Cồ Đàm. Thì kính thưa quý vị, chúng sinh hãy có đến thì có, phải có cái sự ra đi. Sanh ra trong cuộc đời này phải chịu sự già, sự bệnh, sự chết. Mà ở trong kinh Chuyển Pháp Luân dạy rất là hay: Y đăng đục khăn ariyasa chăng cha ti bi đục khá cha ra bi đục khá ma ra nắm bi đục khăn so ka pa ri đê wa đục khá đô ma na su ba ya bành chú ba đa na khăn tha đục khá. Sanh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, cầu không muốn không được là khổ. Sự hiện hữu sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này mà chúng sinh ôm ấp chấp thủ nó, ta nói rằng đó chính là khổ. Đó quý vị thấy chưa? Chúng ta, nếu chúng ta biết suy nghĩ à, thì ra như thế, Phật đã dạy như thế, rồi con người phải bị già, bị bệnh, bị chết. Nói như vậy để khi
quý vị bệnh, tự nhiên mình buồn. Ủa sao mình khỏe? Sao tự nhiên mình đi khám bệnh mà mình cũng có niềm tin, mình cũng có làm việc thiện, mình cũng học Phật Pháp, cái tự nhiên sao bây giờ người khác không bị, sao tự nhiên mình bị buồn hiu hiu luôn. Trời, vậy cái quả mình làm không có gì hết trơn. Tự nhiên cái báo dự báo thời tiết cho mình là có khả năng ung thư. Nguyên một cái cõi u buồn khổ đau xuất hiện tới liền, bắt đầu coi như không mến không thích việc gì trên cuộc đời. Coi như là lúc đó quý vị mới thấy rằng đô la vàng bạc chúng ta không muốn quen cho nó luôn. Tại vì sao? Bây giờ tìm cầu cái sự chết, ý tìm cầu cái sự sống, chờ đợi bây giờ bắt đầu mới chạy, lúc đó chạy cầu an, cầu nguyện cái sự an, sự lành, sự qua những cái nạn tai, đúng không quý vị? Ha? Khi mà dự báo thời tiết rồi đó, tức là mà đến khi bão tới, nhiều khi nó bão rất nhẹ, nhiều khi bão rất nặng, vân vân, thì đó là do nghiệp duyên của mình. Nhưng khi dự báo vậy một chút xíu chúng ta sợ quá, sợ luôn. Nhưng khi mà chúng ta hiểu, nếu chúng ta có cái nghiệp bệnh phải bị bệnh, cho nên cái bệnh này không ít chúng sinh hiện hữu là đau khổ, ngay cả Phật ngài cũng mang cái thân bệnh, chứ đừng nói chi là chúng ta. Thì nếu như quý vị hiểu được như vậy, biết như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng quả thật cuộc sống này nó là một điều hết sức là căn bản. Trong cuộc sống là phải chết, phải ra đi. Đó là sự thật hiển nhiên, một chân lý không bao giờ đổi dời được. Không bao giờ có một thuốc, vị thuốc trường sanh bất lão bao giờ. Phật học ngày hôm nay người ta muốn tầm cầu, muốn tìm lại cái sự sống, tức là tìm lại cái cứ như là kêu cái tế bào sống đó, để người ta cấy vào cái tế bào sống cho nó phục hồi, nhưng cũng vẫn không được. Bởi vì thân xác này, Đức Phật nói như bánh xe, như một chiếc xe cũ kỹ. Này A Nan, Như Lai cũng như một chiếc xe cũ kỹ, chắc chắn phải bị cái gì? Phải bị hư hoại. Chính Phật ngài còn nói như vậy mà. Thân xác của Phật cũng như vậy, nếu như ngài muốn sống bằng dùng bằng tứ thần túc thì được, nhưng ở đây ngài xác định như vậy. Thì nhờ cái sự trú pháp như vậy, chúng ta hành pháp như vậy, chúng ta mới an trú, chúng ta mới hiểu được rồi, thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải bị bệnh, chắc chắn chúng ta phải chịu cái sự ra đi, cái sự phân kỳ, cái sự mà chia lìa, sự vật mặt thương ta yêu ta vừa lòng, đó là sự thật, muốn không được. Đó quý vị thấy đúng không? Đừng có nói chi quý vị bị mà chư tăng Phật còn bị, mà chư tăng chư vị trưởng lão coi như là đó, tất cả hãy chuẩn bị cho cái bệnh, hãy chuẩn bị cho cái già, hãy chuẩn bị cho cái bệnh. Và ở đây cũng như hãy chuẩn bị cho cái chết mà Đức Phật ngài dạy. Hằng quán tưởng rằng chúng ta sẽ chết, chết bất cứ lúc nào. Gặp đây chút xíu về, chiều nay quý vị nghe nói sư Tư Quyền chết rồi, có nhiều lý do. Người ta nói vậy là xui, đúng không? Chuyện đó cũng chuyện bình thường. Bây giờ chưa tới thì đưa súng vô đầu cũng không nổ, nhảy trước đầu xe cũng không có cát được. Mà đến khi bị cái nghiệp nhẹ rồi đó, thì kính thưa quý vị, chút xíu đi cái sụi xuống rồi ngã cái đùng chết luôn. Là nói được không nữa, cái tự nhiên ở đâu coi như viên đạn lạc, ở đâu cái xe cái nó hút mình không hút xe, xe nó hút mình cũng chết. Tức là mà trong kinh Phật dạy rất là hay, cho dù bãi vút lên trời, cho dù đáy biển có trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm mang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi chúng ta hiểu được cái nhân quả như vậy, chúng ta bình tĩnh. Và hãy nhớ, đây cũng là ý niệm của Phật Pháp, những chuyện buồn, những chuyện vui, đó là những cảm thọ. Đó là những cảm thọ vui, cảm thọ buồn, rồi nó sẽ vô thường. Đây Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất, cảm thọ là buồn ở trong cái kinh Đa Thọ đó. Này Xá Lợi Phất, thọ là các cảm thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, các cảm thọ vô thường thì chính lời Phật đã dạy như vậy. Quý vị nhớ không? Trời ơi, mất chồng rồi, mất cha mất mẹ rồi, mất con rồi. Nếu mà mất như vậy, mình không thể nào mình sống được. Nhất là mất chồng hay mất vợ,
cái người nào khóc thật nhiều, lấy chồng sớm thật là nhiều, người nào sốc khóc vợ chết thật là nhiều, lấy vợ cũng thật là nhanh. Đúng vậy không quý vị? Chút xíu à, buồn lắm nha, nếu mà mất vợ rồi mình không có sống được. Tự nhiên bây giờ ra đi, không có cặp, có bè, có đôi. Nghe thì cái chiều dài của cuộc đời thế đó. Nó trời ơi, đúng như vậy. Bởi vì họ cần phải có cặp, có đôi. Cho nên không có thì họ mới tìm có. Đó là sự thật thôi. Chứ không phải là cái chuyện gì mà lạ hết. Nhưng một người quán niệm thì là một chuyện khác. Sợ quá sợ rồi, đã không thấy. Bây giờ những sự vật mà ta thương chân quý đó bây giờ nó mất ra rồi, thì người đệ tử không bao giờ dám bước một bước thứ hai. Ngu sao bước thứ hai? Một lần này muốn chết rồi, hầu ổng hay hầu bả coi như là muốn chết luôn, coi như không ngủ không ăn được theo người. Đúng không? Bây giờ tự nhiên bây giờ xuất hiện một người thứ hai, mình làm nô dịch, nào là đại tiện tiểu tiện, 1-2 giờ khuya cái tự nhiên mình đang ngủ vừa mới nhắm mắt cái rồi dậy thôi, cái gì uống miếng nước chỉ dưới rồi hiểu rồi khỏi ngủ luôn ha, rồi tốn tiền chạy vai đầu này đầu nọ à. Thì những điều mà quý vị biết trong cuộc đời này nó lạ như vậy đó. Biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê. Cái này không phải là quý vị đâu, mà tất cả chúng sinh phàm phu. Đừng có nói tu, cả các sư luôn. Một chút xíu coi chừng, nếu mà không lái trên con đường, tay lái không vững thì nó cũng accident, tai nạn xảy ra như thường. Cho nên quý vị hiểu về nghe một chuyện gì cũng là lạ, bình thường. Bởi cái chuyện đó chuyện chúng sinh mà. Mà chưa nói cái ái, cái dục, cái ái và cái sân. Bây giờ đó, đây nè, cái tiềm nguyên nè. Bây giờ người ta đáng tuổi cha tuổi mẹ mình, nhưng đều muốn nhìn muốn thương là thương rồi. Đừng có giỡn. À mình đáng tuổi cha tuổi mẹ tuổi ông tuổi bà mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Được, đừng có suy nghĩ như vậy ha. Còn mình ghét, đó là sân tìm miên. Nó ngủ ngầm, ghét một cái là ghét, thương một cái là thương. Ngay cái lúc đó cái ái hiện tại này nó cộng với cái gì? Cái ái anusya ngủ ngầm nó khởi sanh ngay lúc đó. Trời cứu luôn. Không có trời cứu được, Phật cũng cứu mô Phật. Cái đó nghiệp của chúng sinh, nó kết nó nói rồi. Thì lúc đó ái là vô minh nó che khuất. Mà vô minh có mặt thì không bao giờ có minh sáng suốt. Dẫu cho biết, đó nghe, mày mà lấy cái thằng đó, mày mà lấy cái con đó đó, thế nào mày cũng chết, thế nào mày cũng mất cái này mất cái nọ. Mấy người không có hiểu, chỉ tôi mới hiểu. Ai cũng hiểu mà chỉ có một mình tôi mới hiểu thôi, chứ mấy người không hiểu. Ai không có hiểu cho một mình tôi hiểu. Rồi hiểu đến khi mà te tua thê thảm, khóc than, mọi chuyện nó kết thúc. Thế ở đây muốn nói cái gì? Cái nghiệp ngủ ngầm nó ghê gớm đó quý vị. Đừng bao giờ trách người đó tệ hại quá, ồ khen ngợi người đó hay quá. Không có gì hết trơn. Một người rất là hiền, đến một lúc rất là dữ. Ủa sao trụ sao? Đâu có ngờ đâu ta. Trời, tôi thấy bà hiền lắm, sao tôi thấy ổng hiền lắm, nó hiền lắm, nhưng không ngờ nó làm vậy. Cái chuyện bình thường, đó là thật. Mà cái tu là vậy đó. À thì ra nó cũng chuyện là gì lạ. Nó vốn là như thế. Thì quý vị biết, cái người mà hiểu Phật Pháp thì chúng ta mới cân đo được. Bởi vì trú Pháp à, mến hành Pháp thì chúng ta mới an trú trong Phật Pháp. Cho nên dầu cho bão táp, tám ngọn gió đời, khen chê vui buồn, được có mất thua, chúng ta mới vượt qua được. Mà kính thưa quý vị, đối với các bậc thánh, các bậc mà đoạn lậu kìa, chúng ta không vượt qua được, nhưng chúng ta không có đau khổ cho đến tuyệt vọng. Đây là cái chỗ này. Người Phật tử phải nhớ rằng, khi chúng ta đi học, chúng tôi thường nói, khi chúng ta đi học, khi chúng ta nghe Phật Pháp á, nó không có tiền, không có cái gì, không có cái vốn liếng gì mà để chúng ta sản sinh tiền. Nhưng quý vị học Phật Pháp là một cái nền tảng cho quý vị tìm tiền của vô cùng to lớn. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta bình tĩnh, chúng ta vượt qua những cái khổ đau, chúng ta mới sáng suốt, có đủ sức khỏe đối diện với cuộc đời. Đó chính là quý vị biết, là một cái lương hay là một cái tiền hết sức là to lớn, đúng không? Chứ nếu chúng ta bệnh sao chúng ta đi làm? Chúng ta làm việc được, chúng ta đủ suy nghĩ được. Chúng ta ôm một cái khối u phiền, u buồn, cõi u buồn mà đi gặp người này gặp người nọ làm việc sao được, mà chúng ta biết bỏ xuống. Cho nên cái học Phật Pháp nó tăng cái trí tuệ, mà tăng cái trí tuệ buông bỏ thì chúng ta mới sáng suốt và chúng ta mới nhanh lẹ được.
Cái đó là sự thật. Nhưng ông ta không có chịu vậy. Người ta muốn trái chín trên cây chín liền. Nhưng điều bây giờ cái thân cây nó đang lớn để nó sẽ cho ra trái trong một ngày gần. Nhưng con người mình cái gì mà nó cũng muốn miliket, tức là mì ăn liền cho nó lẹ, chứ không phải nấu cái món này, nấu cái món kia rồi mới dọn lên bàn ăn. Muốn tô mì chê miếng nước vô xong. À thì cái chuyện đó nếu chúng ta nấu mà được như vậy nó rất là khó. À thì ở trong cuộc đời này mình hành Phật pháp nó có nhiều cách. Nếu như chúng ta buông bỏ hết tất cả để chúng ta nhất tâm, để chúng ta quyết chí, chúng ta thực hành pháp, thì đó là một điều hết sức là căn bản to lớn. Và ai hành pháp, pháp sẽ hộ trì người hành pháp. Tức là sự hộ trì đây, tức là cái tri kiến này sẽ miên viễn không bao giờ mất đi. Và sanh ra trong đời sau, kính thưa quý vị, vào chủng ngay cái chỗ mà ngay ở giữa cái quả lò của ác giáo, con người của chúng ta có chánh tri kiến cũng vẫn đi tìm về. Mình không có bị pha, mình không có bị xu hướng. Và quý vị nhớ, một trong những cái điều nguy hiểm nhất đó chính là chúng ta không có một chánh tri kiến sáng suốt để nhìn hiểu về Phật pháp. Mà nhìn về Phật pháp để nhìn cái gì? Nhìn đó là cái sự tu tập, đó là cái sự quán niệm về cái sự sanh, sự diệt, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Và con đường chánh đạo là con đường gì? Đó là con đường bát chánh. Bát chánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê. Chúng ta phải hiểu có một chánh tri kiến dẫn đầu. Nhờ có tri kiến dẫn đầu, hiểu đúng, biết đúng, cho nên mới suy nghĩ đúng, lời nói đúng, nghề nghiệp đúng, nuôi mạng đúng. Và lúc đó mới cái gì? Niệm định cần xuất hiện. Và từ đó chúng ta mới vào tu. Chúng ta mới biết giữ giới, tức là giới. Và chúng ta phải biết an trụ tâm của mình, tức là định hay là niệm. Và lúc đó có cái sự tỉnh thức trong cuộc đời mới biết được. Như là chúng ta thấy, chúng ta đang buồn khi mất người thân. Sự thật ra cũng không dễ dàng đâu quý vị. Dẫu biết rằng bóng câu cửa sổ, vẫn biết rằng có không không ha, rồi mất đi ha, vẫn cảm thông lý khổ đại đồng, đã đành vậy. Nhưng lòng của chúng ta khi phải chia lìa một người thân của chúng ta, đó là chồng, vợ, con, anh, chị, em, cha, mẹ, lòng chúng ta phàm phu, không sao, không đau khổ. Gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài. Ủa tại sao kỳ vậy ta? Phải không? Phải không quý vị? Đừng nói chúng ta phải lột tả ngược lại. Mình giận cái người đó lắm, nhưng điều mà lúc mà người ta chết đi, mình tha thứ họ liền. Thôi kệ, thà là họ sống đi, mà không muốn làm gì làm ha. Cái đó cái khổ của chúng sinh mình. Biết rằng bởi vì mình chưa có một nội công thâm hậu, chưa có công cái nền mà thực hành pháp, nó ngấm pháp cho chúng ta từ tiền thân, là chúng ta hiểu được bỏ đi liền. Quý vị biết, đối với các bậc thánh hiền từ ngày xưa, khi mà gặp Phật là lúc đó họ chín mùi rồi, chín mùi cái đạo quả rồi, pháp độ đã thành viên mãn rồi. Cho nên Phật vừa khởi một cái lên là họ bỏ hết, họ đi theo Phật liền. Còn ngày hôm nay 10 vị Phật xuất hiện trước mặt ta, chúng ta cũng bỏ không nổi. Bởi vì cái, chúng ta chưa có cái phước ba la mật, mà chúng ta chưa có thực hiện đâu. Nó đóng cả băng cả lớp ha. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên ở đó cần lắm những người chúng ta tự thân biết gội rửa những cái gì, soi sáng cái tâm trí của mình, để chúng ta có một cái an trú ở trong pháp. Nguyện đời đời kiếp kiếp con theo chánh giáo, con theo lời dạy của Phật, biết nhân biết quả, biết nhân biết quả, biết sự vô thường, biết sự khổ não, tu tập theo con đường bát chánh đạo. Mà không phải là ý nguyện nguyện thôi, mà nguyện đây là chí nguyện, chứ không phải là nguyện khấn vái van xin, mà chí nguyện. Mà ít chăng nó rằng Barikasti, nếu như nguyện vọng đúng thì sẽ đưa đến đúng, nguyện vọng sai thì sẽ đưa đến cái sai. Đó chắc chắn là như thế. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi có đôi điều thuyết giảng cái câu Phật ngôn. Mong rằng tất cả chúng ta, dù hoàn cảnh có như thế nào,
điều kiện có ra sao, nhưng một lòng chúng ta biết kính tin Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Đặc biệt chúng ta biết kính tin Giáo Pháp, biết kính tin Giáo Pháp đó là chúng ta tin có sự chuyển mê khai ngộ, tin có chân lý thì chân lý đó sẽ soi sáng, tin có cái ánh sáng giác ngộ, ánh sáng trí tuệ đó, chúng ta đang đã đi tìm và chuẩn bị vật liệu để thắp sáng ánh sáng trí tuệ đó, chính là sự trú pháp, hành pháp của tất cả chúng ta ở hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh. Mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn một lòng nguyện theo đạo, nguyện theo những cái lời dạy của Phật, biết tin nhân, tin quả, biết nghiệp quả, biết sự vô thường, khổ não vô ngã, ngũ quẩn là vô thường, chấp thủ là đau khổ và các pháp là vô ngã. Cho nên chúng ta hãy nhớ như vậy và nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đi theo con đường chánh đạo để chúng ta được an lạc và sớm chúng ta thành tù cái nguyện ước chánh dứt khổ đau sinh tử luân hồi này. Kính chấm dứt thời gian trước nơi đây, nếu có điều chỉ sẽ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ kính dân phần phước lành để Đức Trời được thích tứ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Siêu Lý này. Mong tất cả chư vị quan hỷ và hộ trì đến cho chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử và nguyện dân phước này đến Phật tử Thiện Nam Lâm Kim Đắc pháp danh Thiện Phước, hôm nay 49 ngày, ngưỡng mong rằng Hương Linh sẽ hiểu biết được, nghe được, cầu mong cho Hương Linh được nghe được, hiểu được và tiếp tục thực hành những cái thiện sự thiện pháp và tiếp tục thực hiện cái sự hộ pháp hộ đạo, trú pháp và hành pháp để sớm chấm dứt sinh tử khổ đau và gửi đến toàn thể quý vị mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thân. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Abhivadana silisana chăng vô tha pa cha yino chát ta ru Thamma và thân tiya yuvano sukhang và lăng. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa thu lành thay. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội hợp về sẽ dùng pháp thi tiền bệ cúng dâng, rồi xin hậu độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỷ khu chẳng lượng trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu
chú đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiểu cư châu quận đưa phần an cương. Chúng sanh buôn loài không thường, nón thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh đo đài, cầu cho ơn thịnh lâu dài. Pháp thiện trí thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tận quá trọng pháp Phật rồi giáo truyền, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị. Thay mặt cho đạo tràng chư Phật tử thính pháp, chúng con thành kính tri ân thượng tọa pháp sư đã ban bố cho chúng con thời pháp vô cùng quý báu. Chúng con xin nguyện khắc ghi như lời vàng ngọc của thượng tọa, kính chúc thượng tọa sức khỏe, Phật sự sớm viên thành. Và giờ đây chúng con cùng thỉnh thượng tọa hội quy tăng phòng nghỉ giải lao. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần nghi thức an vị Phật. Ngay giờ này thì chúng tôi xin mời quý tu nữ cũng như chư Phật tử quan hỷ phân tập về phía bên trên sân thượng, cùng thỉnh quý ngài dân hương niệm Phật. Imme hi ri ba tu ba di sa ka re hi bo thang tham mang sang khang a phi bo cha ya mi ma ta mi ta go la ban ta nan cha mai an cha di kha ra tang a tha ya hi ta ya su kha ya. Xin mời ban nghi lễ tiếp hương. Xin mời toàn thể đạo tràng chư Phật tử đọc theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Cầu xin quý ngài. Cầu xin quý ngài. Quan hỷ cử hành nghi lễ. Quan hỷ cử hành nghi lễ. An vị kim thân. An vị kim thân. Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để chúng con. Để chúng con. Có nơi nương nhờ. Để nơi nương nhờ. Lễ bái cúng dường. Lễ bái cúng dường. Và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Ngõ hầu cho chúng con. Ngõ hầu cho chúng con. Được sự lợi ích. Được sự lợi ích. Sự tấn hóa. Sự tấn hóa. Sự bình an lâu dài. Sự bình an lâu dài. Và sớm gieo duyên lành. Và sớm gieo duyên lành. Giải thoát trong ngày vị lai. Giải thoát trong ngày vị lai. Lần thứ nhì chúng con thành tâm cung thỉnh. Lần thứ nhì chúng con thành tâm cung thỉnh. Lần thứ ba chúng con thành tâm cung thỉnh. Lần thứ ba chúng con thành tâm cung thỉnh. Vị măng buộc tha rupang a te tha ma đô tê yam bê vị măng buộc tha rupang a te tha ma ta tê yam bê vị măng buộc tha rupang a te tha ma
Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Jarana Sampanno Sukato Lokavidong Anuattaro Purisa Dhamma Sangratisata Dewa Manusanang Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanyetiko Akaliko Enipasiko Panayiko Pachatang Veditabong Vinyong Iti Supati Panno Bhagavato Savaka Sangkong Ucuvati Panno Bhagavato Savaka Sangkong Nyayapati Panno Bhagavato Savaka Sangkong Nyamichivati Panno Bhagavato Savaka Sangkong Jatari Purisa Yugani Atta Purisa Bhukgalani Sa Bhagavato Savaka Sangkong Kinayong Anjalikaranayong Anuattarang Buonyakhetang Kasati Vandami Chetiyang Sambang Sapatane Supati Pitang Sari Vikathatung Mahabodhin Buottarupang Sakalang Sada Vandami Chetiyang Sambatane Supati Thitang Sarire Kata Tumaham Bhutin Sakalang Sada Vandami Chetiyang Sapang Sambatane Supati Thitang Sarire Kata Tumapotin Bhutin Sakalang sadama karuniko anato etaya sampapaninang parame sampapato sambote muatamang etena satyawan Jayamangalang Jayanto Bhutiyamuale Sakyanang Nandivatanom Vijayong Om Vijaya Sujayamangalang Aparachitapalan Kesise Batavivokare Sambhavatanang agapato pakmodati sunakatang sumangalang sopapatang Sohitang sukano sumuto jasuyetang ramajari sopadakinang kayakamang Kamang badakinang badakinang mahno kamang baknitite badakinang Kato malapantate badakine yang duonimietang awamangalang jayo jamanapo sakunak sasado Dosupinang akantang thuta anupave nakvinasamento yang don Awamangalan cayo jamana posakuna sesado papagahon dosupinang
nu pa ve na ve na sa men to yang don ni me tang a wa mang ga lan cha yo cha ma na po sak ko na sa san do pa pa ga hon do so pe nang a kang tang sang ka a wa ve na ve na sa men to do kang ni do kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hon to sa pe pi pan ni nong va ta cha am ne nghe sam ba tang buon ya sam ba dang sa pe de va nu mo nan to sam ba sam ba Setiya da nang da dan to sa ta ya se lang ga kan to sampa da pa wa na pi da ta hon to ga chan to de wa ta ga ta sa be bu ta pa la pa ta ba che ka nan cha yam pa lang a rang Ni samba so avijja vajjaya sankhara sankhara vajjaya vijnanam vajjaya namarupam namarupa vajjaya salayatanam salayatana vajjaya pasom vajjaya vedana vedana vajjaya tanna paccaya upadana upadana paccaya pavom jate paccaya cara maranang so kapari dewa dukkha domana supaya sam dewa meta sakke wala sadokkha khanta samuda Yong ho te avijja yatven va ase samira nirodho sankhara nirodho sankhara nirodha vijnana nirodho vijnana nirodha rupa nirodho nama rupa nirodha salayatana nirodho salayatana nirodha Nirodho vedana nirodha tanna nirodho tanna nirodha upadana nirodho nirodha pava nirodho pava nirodha jati nirodho jati nirodha jara maranam Janti eva metta sakken vala sadokkha Nirodho hoti kusala dhammang kusala dhammang abhyagata samma sukham Ya vedana ya sambayota dhammang dukkhamasukaya vedana ya sambayota dhamma vipaka dhamma vipaka dhamma dhammang vivakana vipaka dhamma dhammang upadin upadaniya dhammang anupadin upadaniya Dhammang anupadinna anupadaniya dhamma sankhilettha sankhileng Sankhilettha sankhilesika dhammang sankhilettha sankhilesika
Savitaka Savichara Thammang Avitaka Vichara Thammang Avitaka Vichara Thammabhi Sahagata Thamma Sukha Sahagata Thammang Upekam Thamma Dasane Napangata Thamma Pavanaya Pangata Thamma Nevadam Tapa Thamma Dasane Napangata Paetuka Thamma Pavanaya Pangata Paetuka Nevadasane Napavanaya Pangata Paetuka Thamma Ajajagamino Apajagamino Thamma Nevajajagamino Amino Napajajagamino Thamma Sekha Thamma Sekha Thamma Neva Sekha Sekha Thamma Parita Thamma Mahagata Thamma Appamana Thamma Parita Thamma Mahagata Thamma Mana Brahmana Thamma Hina Thamma Machima Thamma Panita Thamma Mechataniyata Thamma Ammataniyata Thamma Aniyata Thamma Maggaramana Thamma Maggahetuka Thamma Maggapanino Thamma Upanna Thamma Anupanna Thamma Padino Thamma Thamma Pachopanna Thamma Ateta Brahmana Thamma Gata Brahmana Thamma Pachopanna Brahmana Thamma Achata Thamma Paheta Thamma Achata Paheta Thamma Brahmana Thamma Paheta Brahmana Thamma Achata Paheta Brahmana Thamma Sana Sambhatika Thamma Anidasana Sambhatika Thamma Anidasana Patika Thamma Pavin Satika Thamma Sangane Masamatang pavatu sappamangalang rakanta sambha devata sambha bhuta lupaven Sote pavanto te pavatu sappamangalang rakanta sappa devata sappa thamma lupaven Sote pavanto te pavatu sappamangalang rakanta sappa devata sappa thamma Nasada sote pavanto te satya janagata setamata idang etasmin datanata yasmin sambasadana citasu Sa thu lành thai Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dâng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai kính bạch chư tôn thì đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng chư quý phật tử lạy an vị phật đến đây đã hoàn mãn chúng con thành kính cung thịnh chư tăng quan lâm về chánh điện để tiếp tục chứng dự chương trình sáng hôm nay và xin mời quý tu nữ chư phật tử phân tập về chánh điện để tiếp tục tham dự chương trình sáng hôm nay xin mời quý vị
giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Còn xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cung Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn qua, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bu Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bu Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bu Tha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ hóa không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ hóa không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ hóa không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiện về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đấng thân toàn bọn ma dương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Y ti bi so pha ga qua ra hăng sa ma sa bu tho quy cha cha ra na sa ban no ca vi đô a nu ta rô bồ ri sa đa ma sa ra thi sa tha đê và ma nu sa năng bồ tô pha ga qua tê. Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Ca Phật là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Ca Phật, là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con.
các pháp đúng theo đạo bát chánh là con đàn đi của bậc thánh nhân, là con đàn chánh dẫn người hữu tri nhập niết bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Còn đem hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy, các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Còn đem hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy, so kha tô pha ga quả ta tham mô sang đi thì cô a ca li cô ô bà na di cô bà cha tăng quê đi táp bố vĩnh nhu hay tây. Chẳng có chị đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chư thánh tăng đã được trong sạch quy bao, là bậc đáng cho người dân lễ cúng dường, vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy, chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Subhatibhanno Phagavato Savakasangho Subhatibhanno Phagavato Nha và bà ti bản nô và ga quả tô sa và ca sang cô sa mi chỉ bà ti bản nô và ca sang cô và đi đăng cha ta ri bồ ri sa du ga ni a tha bồ ri sa bốc ga la e sa pha ga quả tô khô á hồ này vô ba hồ này vô kỳ này vô anh cha li ca ra ni vô a nu ta răng phu nha khe tăng lô ca sa tây. Chẳng có chị đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con,
y như lời chân thật này, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xa Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin lễ bái các phần bảo tháp Xa Lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi xa bà, luôn luôn thành kính hương qua cúng dường. Chúng con xin cúng dường Tam Bảo bao cảnh qua toàn hảo hiến dân, cầu mong thoát chúng mê trần, niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. Qua này sẽ bất tồn dưỡng cảnh, ủ rũ giận hình anh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, xa thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Dạ chí thành kính dân đức Phật, cành quá tươi làm vật cúng dường. Tỏ chút lòng nhớ tưởng ân sâu, đấng cha lành đạo màu chỉ dạy, lý vô thường giảng giải phân minh. Sẽ thân con truyền miệng thay đổi, như qua này tàn cõi nay mai, khổ sanh già không ai tránh khỏi. Phận ba đạo mòn mỏi chết đau, cành hoa tươi gieo tạo phước lành. Núp bóng từ nhẫn nại trao tâm, theo chân Phật thoát trần diệt khổ, tìm đạo quả phổ độ trần gian. Lại Phật tổ chỉ đàn siêu thoát, sớm đưa con tiến đạt niết bàn. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ quay lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thái điều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và 1.000.000 vị chánh biến tri. Làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ quay lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thái điều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2.000.000 vị chánh biến tri.
con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trì ấy, do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quái lực các bậc chánh biến trì và sự tai hại thái điều diệt tận, con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến trì, 48.000 vị chánh biến trì và 2.000.000 vị chánh biến trì, con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trì ấy, do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quái lực các bậc chánh biến trì mà những điều rủi ro và sự tai hại thái điều diệt tận, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trai lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lòng dương thần lực có nhiều, động sinh quan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Thì thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô Quyên, cô Thủy, chú Lâm, cô Thảo, quý vị quan hệ có mặt phía trước để dâng hương cúng dường tam bảo. Cũng xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cung Phật pháp tăng tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con, và con đều được sự tân hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Xin mời quý vị cắm hương vào đỉnh hương. Xin mời quý vị sau khi dâng hương xong, quý vị quay về chỗ ngồi của mình. Và tiếp theo chương trình là phần nghi thức thọ trì quy giới. Xin được trân trọng kính mời cô Tông Quệ, quan hệ hướng dẫn đạo tràng trên Phật tử, phần nghi thức thọ trì quy giới. Trân trọng kính mời cô.
Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Dạ xin dâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cướp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Dạ xin dâng. Lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một nén hương đồng đàn lặng lẽ, nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương. Dù bao năm dù có quá vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất. Cung kính gượng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý tu nữ, chư quý Phật tử cùng bà con thân quyến của gia đình thí chủ quý mến. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Trong kinh Đức Phật có dạy, bổn phận của người con đối với cha mẹ là phải luôn thương yêu kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi còn hiện tiền. Còn nếu như cha mẹ đã vất vả thì làm phước cúng dường và tạo nhiều thiện sự để hồi hướng đến cho cha mẹ. Vì bởi cha mẹ là hai bậc có công lớn nhất trong việc sanh thành, chăm sóc và dạy dỗ con cái nên người. Và để thực hiện và để thực hành theo lời Đức Phật đã dạy, và cũng để đền đáp công ơn muôn một của người cha thân yêu, nên sáng hôm nay, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày mùng 9 tháng 9 năm Nhâm Dần Phật lịch 2566, các con các cháu của Hương Linh Cố Phật Tử Thiện Phước Thế Danh Lâm Kim Đắp cung thịnh chư tăng các nơi quan lâm về chùa Siêu Lý quận 6 để thiết lễ trai chiên cúng dường tứ sự đến đại chúng tăng già,
ngõ hầu tạo phước báo, hồi hướng đến hương linh cố Phật tử Đạo Quá Vãng. Hôm nay nhân lễ tuần chung thất của hương linh, kính gửi mong chư tăng từ bi chứng minh cho tấm lòng hiếu thảo của các con các cháu của cụ ông đã làm hôm nay, và đồng thời chú nguyện phước lành đến cho hương linh sớm nhận được phước lành này để được nhiều sự an vui nơi cảnh giới tái sanh, nhất là được kết quả làm người quả chư thiên cùng quả niết bàn y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Về thành phần chứng dự buổi lễ sáng hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung đón sự quan lâm chứng minh của ngày Hòa Thượng Thiện Pháp Viện Chủ Chùa Thiền Quang Một, ngày Hòa Thượng Giác Giới Viện Chủ Chùa Viên Giác, ngày Hòa Thượng Pháp Chất Viện Chủ Thiền Viện Nguyên Thủy, ngày Hòa Thượng Thiện Phúc Chủ sứ Chùa Từ Quang, ngày Hòa Thượng Quang Minh Viện Chủ Chùa Phật Bảo, Thượng Tòa Thiện Đạt Chủ trì Chùa Giác Quang, Thượng Tòa Tuệ Quyền Chủ trì Chùa Quảng Kim, Thượng Tòa Tuệ Dũng Chủ trì Chùa Tứ Phương Tăng, Thượng Tòa Thiện Mẫn Phó Chủ trì Chùa Pháp Quang, Thượng Tòa Minh Đức Chủ trì Chùa Từ Quang, Thượng Tòa Tâm Lượng Chủ sứ Chùa Xá Lợi Phật Đài, Thượng Tòa Chân Thiện Chủ trì Chùa Cồ Đàm, Đại Đức Minh Thông Chủ trì Chùa Tháp Vàng, Đại Đức Thiền Lộc Chủ trì Chùa Tịnh Giác, cùng Chư Tôn Thì Đức Tăng Chủ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, các ngài đã quan hệ nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con quan lâm về chùa Siêu Lý để chứng dự buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng tôi cũng rất quan hệ được đón tiếp quý tôn nữ chư Phật tử cũng như bà con thân quyến của gia đình thí chủ đồng quan hệ tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Và tiếp theo chương trình là lời tác trình duyên sự. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì chùa Siêu Lý tác trình duyên sự trước Chư Tôn Thì Đức Tăng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị trưởng lão, kính bạch chư tăng, kính thưa quý cô tu nữ và toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là cái ngày chung thất của vị Phật tử, của một vị cố Phật tử pháp danh là Thiện Phước, thế danh là Lâm Kim Đắc. Thật ra thì ở các vị Phật tử ở trên Sài Gòn này thì có lẽ cũng không có nhiều người biết đến thầy. Nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi nói riêng đó, và ngôi chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, thì thầy vốn là một người mà cùng với ngày Hòa Thượng Giác Sơn và Hòa Thượng Giác Giới để thành lập cái ban tu thư chùa Siêu Lý. Và thầy cô cũng là người mà dạy băng hóa cho mấy chú giới tử và các sư nhỏ tại chùa Siêu Lý. Và bản thân của chúng tôi khi làm giới tử đó thì cũng học được từ thầy cô. Và nhân ngày hôm nay đó thì chung thất của thầy, do vì gia đình quyến thuộc hiện tại ở Việt Nam đó, thì phần lớn ở trên Sài Gòn, cho nên tổ chức ở tại chùa này thay vì chùa Siêu Lý Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng nhớ cái ơn của thầy, vừa là một người Phật tử hữu công với chùa Siêu Lý Vĩnh Long và cũng là một người hữu ân của cá nhân của chúng tôi. Thì nhân cái tuần chung thất của thầy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái công việc xây dựng chùa đó, thì tới ngày hôm nay nó thì cũng khoảng được 90%. Và nếu mà chờ khi mà làm hoàn thiện đó thì chư tăng và quý vị Phật tử đã vào mùa Cát Thí Đá, và do đó chúng ta cũng không có cái thời gian nhiều để cung tỉnh quý ngài. Và do vậy nhân ngày hôm nay đó thì nhân sự tùng sự, chúng con cung tỉnh chư tăng để cúng dường hướng nguyện công đức đến thầy vừa mãn phần. Đồng thời đó thì chúng con cũng nhân có sự chứng dự đông đảo của chư tăng để các ngày tụng kinh an vị Phật. Và trong các khoảng thời gian mà xây dựng đó thì bản thân chúng con có phát nguyện rằng khi chùa thành tụ đó thì chúng con sẽ cung tỉnh chư tăng đến để an vị Phật và hồi hướng chư thiên. Thì nhân ngày hôm nay tuy rằng là công việc chưa xong nhưng mà thời gian không có, cho nên là ngày hôm nay cũng là cái ngày mà xem như là lạc thành cái chùa Siêu Lý. Và bạch chư tăng và thưa các vị, là
Sở dĩ vậy ở đây chúng con làm lâu dài như vậy đó là do vì con nghĩ rằng mỗi lần làm thì nó hơi khó khăn, và cũng may là nhờ sự giúp đỡ của Thượng tọa Thiện Đạt hỗ trợ thầy thợ, cho nên con thấy rằng là cái nhóm thợ này nó thì làm rất là nhiệt tình, bởi vì họ là những người Phật tử. Do vậy sẵn tu sửa nhiều lần nhiều nơi trong chùa, và chính điều đó mà thời gian kéo dài khá lâu, đến hôm nay cũng khoảng có lẽ cũng trên 5 tháng. Và trong suốt cái khoảng thời gian xây dựng đó thì con được sự ủng hộ của chư tăng, đó là ngày Hòa Thượng Tăng Định, ngày Hòa Thượng Nhất Giới và Thượng tọa Tư Nguyên đó, là cúng dường để tôn tạo cái ngôi tháp thờ của ngài Tịnh Sự, bởi vì các vị này cũng là đệ tử của ngài. Thì vậy thì ngày hôm nay như chư tăng và các vị thấy đó, là cái tháp thờ của ngài con cũng chưa làm xong, lý do là ở chùa này khuôn viên nhỏ, cho nên con tận dụng ở đây để làm nơi thờ Phật, nơi thờ ngài Tịnh Sự và thờ Tam Tạng. Chính vì vậy mà con phải cân nhắc nhiều cái mẫu khác nhau, cho đến ngày hôm nay con cũng chưa có ưng ý được cái mẫu nào. Do vậy mà con nghĩ rằng thời gian thông thả thì sẽ làm tốt hơn. Do vậy mà chư tăng đến ngày hôm nay và các vị Phật tử thấy thì cũng còn các cái bức tường trống. Và thật sự thì trong khi mình con làm ở đây đó, thì chư tăng ở các chùa, nhất là các vị huynh đệ thân gần như là ngày Thượng tọa Quang Minh luôn luôn hỏi thăm để nhờ chư tăng ở chùa Phật Bảo qua giúp đỡ giùm, rồi Thượng tọa Thiện Đạt thì hỗ trợ thầy. Và đặc biệt ở đây là con có một vị sư đệ rất là dễ thương, đó là Thượng tọa Chứng Thiện. Lần nào làm chùa nó thì sẽ cũng lên đây để có nhiều cái đóng góp, mà sẽ có những cái đóng góp rất là quý báu. Thật ra thì khi mà con làm nó cũng không có bản vẽ làm ở đâu, thì tính chung chung như vậy thôi, nhưng mà chi tiết đó thì có đôi khi rất là khó khăn. Sư là một người hỗ trợ rất là nhiều, và bên cạnh đó có các vị huynh đệ khác như Thượng tọa Minh Đức, Thượng tọa Phước Thịnh. Và đặc biệt ở đây xin được cảm tạ chú Toàn, tức là người thầu xây dựng ở đây. Trong nhiều lần, kể cả buổi lễ ngày hôm nay, thì chú đã đôn đốc thầy thợ làm việc ngoài giờ để có được cái buổi lễ tương đối là gọn gàng như thế này. Chứ nếu mà không nhóm thợ làm ở đây mà không có hỗ trợ thì chắc chắn rằng cũng không có thể là thể làm lễ được. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời tri ân đến gia đình của cô tu nữ Tịnh Không để hỗ trợ kinh phí để tu sửa lại cái mái chánh điện, và cô tu nữ Diệu Bảo đã cúng dường toàn bộ cái bộ cửa nhôm ở trên Phật điện. Và một lần nữa thì con xin được tri ân chư tăng và quý cô tu nữ và toàn thể quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thâu lành thai. Và tiếp theo chương trình sẽ là lời tác bạch cầu an cũng như dân quê đây tăng. Xin được mời cô Tâm Quệ Quan Kỳ hướng dẫn đạo tràng thì Phật tử dâng lời tác bạch. Xin trân trọng kính mời cô. Nam mô ta sa phật a wa tô a ra tô sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa phật a wa tô a ra tô sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa phật a wa tô a ra tô sa ma sa bu tha sa. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng tụng kinh cầu an lành đến cho gia đình các con cháu của cố Phật tử Thiện Phước Thế Danh Lâm Kim Đắc cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện nơi đây, để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ, nhất là tật bệnh, đều được tiêu tan lần thứ nhì, lần thứ ba. Bạch quá chư đại đức tăng được rõ, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến các bậc ân nhân của chúng con đã quá giảng. Chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, cùng các lễ phẩm này xin dâng cũng đến chư tăng, xin Phật chứng minh,
xin cho các bậc ân nhân của chúng con, nhất là lễ chung thất 49 ngày mất của hương linh cố Phật tử Thiện Phước, thế danh Lâm Kim Đắc, mất sinh năm 1938, mất ngày 16 tháng 8 năm 2022, hưởng thọ 85 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng. Được hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời, cùng quả niết bàn, và cho được theo như ý muốn. Đến các bậc hữu ân của chúng con đã quá vãng, nhất là đến cố Phật tử Thiện Phước, thế danh Lâm Kim Đắc, và thân quyến của chúng con đã quá vãng, do theo phước báo chạy vào không dứt, lần thứ nhì, lần thứ ba. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thành kính cúng dường y và vật dụng này đến chư đại đức tăng, cầu xin chư tăng quan hỷ nhận lãnh y và tứ vật dụng này cho toàn thể gia đình chúng con, nhất là gia đình của chư thí chủ hôm nay, được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Chúng con thành tâm tác bạch cúng dường lần thứ nhì, lần thứ ba. Sau lễ tác bạch cúng dường, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời cô Quyên, cô Thủy dân một mâm quê và những bộ y cúng dường đến chư tăng. Quý vị dân một mâm quê và còn lại thì quý vị dân y. Con đang các thành viên trong gia đình còn lại chúng ta mỗi người một phần y. Gia đình chị Liên cúng dường một con cây cúng dường. Các vị có lễ phẩm cúng dường thì cũng xin mời quý vị quan kỹ tiến lên phía trước để cúng dường đến chư tăng. Sau khi cúng dường xong thì quý vị quan kỹ quay về chỗ ngồi ban đầu của mình thanh tịnh, và chúng con xin thành kính cung thỉnh ngày Hòa Thượng Thiện Pháp cùng với chư tăng bảo khóa kinh cầu an cầu siêu và chúc phúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Ta ola ra pa lan ja pe ko nam.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thì đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng chư Phật tử. Lễ cúng dường trai tăng được tổ chức tại chùa Siêu Lý sáng hôm nay đến đây đã thành tựu phiên bản. Thay lời cho thượng tọa trụ trì chùa Siêu Lý quận 6, chúng con thành kính tri ân chư tôn thì đức tăng các nơi đã không quản ngại đường xá xa xôi, nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con quang lâm về chùa Siêu Lý để chứng dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin cầu chúc cho quý ngài pháp thể khang an, đạo tâm tăng trưởng, đạo quả sớm viên thành. Và chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức của quý tu nữ chư Phật tử cũng như bà con thân quyến của gia đình thí chủ đã dành nhiều thời giờ quý báu phân tập về chùa Siêu Lý để tham dự buổi lễ sáng hôm nay, làm cho buổi lễ càng thêm long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ. Và trong suốt quá trình buổi lễ rất khó tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư tôn thì đức tăng, quý tu nữ chư Phật tử niệm tình thị xã cho ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết quang toàn lãnh thấu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mắt ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chúng hoa hướng được phước quý ủng dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏ lòng. Y đăng nô nha tây nang ngô tu su khi ta ôm tu nha ta vô. Y đăng nô nha tây nang ngô tu su khi ta ôm tu nha ta vô. Y đăng nô nha tây nang ngô tu su khi ta ôm tu nha ta vô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Buổi lễ đến đây đã hoàn mãn, chúng con thành kính cung thỉnh chư tăng quan lâm trai đường để thọ trai.